Hello và xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình và mình là Manto đây. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn đó là tìm 10 hình vẽ chuột ở dưới cống ngầm nha. Ok, thì mình thấy trên TikTok đó là mấy bạn chỉ hơi nhanh á, hoặc là mình cũng chỉ hơi nhanh. Thành ra mình sẽ làm video này để chỉ chi tiết cho các bạn nha. Thì các bạn nhớ đi theo đường đi của mình để đỡ bị lạc nha mọi người. Rồi bây giờ mình đang ở dưới cống này nè. Tụi mình sẽ bắt đầu với ngay chỗ cái bà cảnh sát mật Rosa trước nha. Thì đầu tiên đó là ở ngay cái cống này có một cái ống này nè, các bạn nhảy lên ngay chỗ cái đèn chớp chớp này nè, các bạn sẽ lấy được một hình, hình số 1 nha. Tiếp sau đó thì các bạn sẽ nhảy xuống qua bên cái bờ bên đây, ở dưới nước sẽ có cái hình số 2. Rồi sau đó các bạn đi lên bờ luôn nha và chạy vào cái hốc bên đây nè, nó sẽ có hình số 3. Tiếp tục ở cái hành lang này luôn, các bạn chạy theo cặp nó là các bạn sẽ rẽ bên tay trái á. Rồi các bạn sẽ tìm được hình số 4 thì nó nằm ở cuối hành lang đó nha các bạn. Ok. Tiếp theo đó để lấy được hình số 5 thì các bạn bơi qua bờ kế bên luôn nha. Ở đây nè, nó sẽ nằm ở trong cái ống cống này nè. Các bạn nhớ đi vào chậm chậm thôi nha. Các bạn mà đi vào nhanh quá là nó chạy sụt qua bên kia luôn á. À không, từ từ chưa, tôi bị dướng mọi người. Rồi ok, hình số 5. Yeah. Rồi mọi người hãy chạy hẳn qua bên kia luôn. Mọi người thấy cái hình con chuột bự bự đó không? Thì cái hình này là dễ tìm nhất luôn á. Là đây là hình số 6 nha các bạn à. Rồi, mọi người hãy bơi qua bờ đối diện luôn nha. Thì nói chung là cái chỗ này bơi qua bơi lại thôi à. Ok, mọi người bơi qua bên đây nè. Và mọi người sẽ gặp cái ống cống đầu tiên á. Hình số 7 thì sẽ nằm ở trong ống cống luôn nha. Cũng đi vào chậm chậm thôi nha các bạn à. Đừng đi vào nhanh quá, đi vào nhanh quá là nó chạy qua bên kia luôn á. Rồi, hình số 7. Tiếp theo để lấy được hình số 8 thì mọi người hãy rẽ bên cái góc bên đây, ngay chỗ cái song sắt này nè. Nó sẽ nằm ở trên cái phiến đá này. Và hình số 9 thì nó sẽ nằm ở cuối hành lang luôn, ngay chỗ cái song sắt cuối hành lang. Ờ, nó ngay chỗ cái phòng này nè, không biết gọi là phòng gì nữa. Đây là hình số 9. Và cuối cùng là hình số 10 thì sẽ nằm ở dưới nước luôn nha các bạn à. Nó sẽ nằm ở dưới cái miệng cống này nè. Hơi khá là khó thấy, nhưng mà mình chỉ rồi các bạn dễ thấy hơn. Ok, và mình đã hoàn thành xong nhiệm vụ rồi đó. Yeah. Thì video này hơi ngắn thôi, tại vì mình muốn chỉ chi tiết cho các bạn á. Thành ra mình tách ra một cái video riêng, chứ thật ra là cái này mình đã làm xong lâu rồi. Rồi ok các bạn, nhiệm vụ này mình được 300 xu nha. Yeah. Ok và các bạn đã... Ok và cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình nha. Nếu hay thì nhớ để lại cho mình một like và đăng ký kênh. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Bye bye. See ya.